Chúa
Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà bà Maria đã nói phạm vì giữ mong đoàn yêu vui của thân phận con người, để linh hồn bà Maria được sự đang chung hưởng hạnh phúc cùng ca thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhưng đối với người tin Chúa Kitô
người tin nơi Thiên Chúa thì bỏ tăng còn biểu lộ niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa ngày đến chung người sẽ cất chức gian tan của buồn đau và chữ tốc. Tuy nhiên trong thân phận con người, trong tình thiên đới của thịt, chúng ta để tham và chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chi, nhất là để nhớ tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở cho ta một ngày kia sẽ đến thiên ta cũng phải nhắm mắt xuôi tay lìa đời, cũng phải vùi dưới nước phải liệu chết đi cho thói quỷ và những đam mê xác thịt, để được sống lại vinh hiển với Chúa cổ trinh. Mộc giáo các ta cũng còn nhắc nhở chúng ta với những chiếc áo trắng tinh tuyền mà chúng ta được mặc sau ngày chỉ có rửa tội, và ta có một phần phải giữ nó màu trắng ấy cho đến ngày ta tìm kiếm Đức Chúa Kitô. Chúa Kitô đã phải chết và người đã được phủ một lớp thân thiện trên mình, nhưng người không chết là chết vì yêu thương, và trong tình yêu thương ấy người cứu độ mỗi người chúng ta. Lúc này người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống trong hy sinh từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho chúng tôi ích kỷ để hai em giống Đức Kitô, như vậy sẽ được hưởng niềm vui từ giải thoát khỏi sự trầm luân và bị chết muôn đời. Trong cho người ấy chúng ta cùng xin Chúa làm phép chúng ta cùng thành. Ngày Cha là đứng tạo hóa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và đã thanh toán chúng. Xin ban phúc lành cho chúng ta cùng ngày, để những người thân trong tam quyến khi mà còn được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn, biết những đau thương có cách thành lời tin nguyện chân thành, tha thiết dâng lên Chúa Tôn Nga Mi của Cha, để Cha thương xót tôn đổ muôn hồng ân xuống trên tam quyến và công đoàn chúng con. Xin Chúa nhắc lời chúng con. Xin Chúa cho những người trong thân phận quyến thuộc mặc trang phục này biết hiệp thông với nhau để đền ơn đáp nghĩa người đã ra đi, và để tha thứ yêu thương gắn bó đùm bọc nhau giữa những người còn ở lại, như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Lạy Cha, ta cùng màu trắng này đối với đời sống Việt Nam chúng con, và là màu tan chế đau thương riêng biệt, nói lên sự đau đớn tột cùng của nỗi lòng kẻ ở người đi. Nhưng đối với người tin vào Đức Kitô được làm vào cuộc sinh, thì máu cả màu trắng cũng còn là màu tinh tuyền trong trắng thanh sạch vĩnh cửu. Rồi nhớ cho chúng con chiếc áo mới mà chúng con được lãnh nhận trong ngày chịu thất rửa tội, để trở thành con người mới, trở nên chi thể trong nhiệt thể Chúa Kitô, luôn tin cậy Cha và bó thắt cả cuộc đời chúng con cho Cha. Xin cho tam quyến khi mặc vào tam phục này luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận ra Cha là đã sống, là gia điện, bước sống trong sạch tinh tiền, và luôn sẵn sàng cách thức chờ chờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng thương.
cùng với quốc trời, quê hương cùng với trời bờ, chúng ta có tất cả. Dù trước chưa phải là tất cả, nhưng là của họ cũng là cùng với trời bờ. Đối với một niềm tin vào chúng tôi sử dụng con người chỉ biết đổ, chúng tôi chỉ biết đưa ta. Bà Maria đã được sự tốt lửa, đã trở thành người sống vĩnh hằng, đã không còn sống ở thế gian này. Chúng ta đồng lực cho bà Maria, hy vọng bà được trở có tương quan của chú hữu đức từ cầu. Từ sau này, thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ. Thank you.
Chúa chúng con. Amen. Rồi lời
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui theo vô cùng. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là cha phép các vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, một là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người sống khai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết mà tàn sát xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, được bên thứ Đức Chúa Cha phép các vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này, các thánh tông cầu, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống phải ai. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thân nhận lời con kêu ba. Lắng nghe tiếng con cầu xin, nhớ Chúa chắc tôi nào ai lỗi được. Lời Chúa hằng có lòng em, cùng vì lời Chúa ban cho con đã trông cậy Chúa, nên một con thấy vì lời Chúa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ thần thân Đức Chúa Trời nên phải hãy trông cậy vào con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Xin danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con cảm thấy các bạn gia đình xin chân thành cảm ơn ơn cùng với cả đại gia đã về và xin một tiếng lễ tri ân thành quả. Và các bạn biết chưa, thông báo là bây giờ đã đến giờ làm việc, cho nên là xin mọi người cùng đồng hành trong buổi lễ này và chủ nhật. Đau đớn đối với những người thân yêu ruột thịt của
những người quá cố còn trên trần gian này, bởi vì từ đây họ sẽ không còn thấy khuôn mặt thân yêu của người quá cố nữa, do không còn gì để an ủi họ ngoài Thiên Chúa đầy tình thương. Mọi người hãy vui lòng xuân hoài nỗi đau khổ cho Chúa, hãy nước mắt em người cha nhân hậu và cùng nhau dâng lời cầu nguyện sau đây. Lạy Chúa, mắt chúng con hướng nhìn lên Chúa trong giây phút khuôn mặt người thân yêu này vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa. Xin Chúa cho linh hồn Maria được thấy mặt Chúa, và chúng con tin chắc rằng một ngày kia chúng con sẽ gặp linh hồn Maria sống bên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Bài trích tin mừng Kitô theo Thánh Matthew. Hãy đến với ta, hết thảy những kẻ lao nhọc và khát nạn, ta hãy cho nghỉ ngơi lại thức. Hãy mang lưới ấy giáo với ta, vì ta hiền lành trong lòng. Các ngươi hãy tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn, vì chân ách của ta êm ái và gánh ta nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, đứng cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta, và tha thiết cầu nguyện với những ý sau. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đứng trước cảnh chia ly tan khóc này, chúng con ngài xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút vàng hoàng đau thương và vui đôi này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh Maria và hy vọng chắc chắn sẽ gặp nhau trong nhà Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đến lúc dân từ đá nước trong nhà này mà bỏ lại bao người thân đau khổ, xin cho chúng con nước giữ mãi hình ảnh thân thương tiểu mến của linh hồn Maria, và để được cùng lòng nhập tánh mốt cây những vì mất mát và nối tiếp những việc không lâu, nhưng xin cho chúng con tràn đầy hy vọng sẽ được vào nước trời về hưởng trước chúng con, để cùng nhau hưởng Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Ngài là Kẻ Thương Yêu Quý chúng con luôn luôn. Ngài từ bi xin tha những nỗi u buồn. Thank you.
ấn 33 năm cùng phụ nữ phụ tử tôi là các linh hồn thiên hạ được rồi. Từ lần chúng con xin cha rất nhân lành vô cùng xin cha thật tạc cho linh hồn Maria chúng con đã đến đấy cầu nguyện hôm nay. Còn phần này trong nơi lớn điện tổ thì xin nó cứ thù thật ấy cho ra mà đem đến chỗ nơi hoàng sự vui thật là nước thiên đàng để trong việc chúa đã chịu ra chiêu chế phù chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới thực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhớ lời con, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa trong tối nào hãy nói buồn, lạy Chúa hẳn có lòng lành. Lạy Chúa phán mưa, con đã thân tẩy Chúa. Lần hãy thương vô cùng cha tha hết mọi tội lỗi làm thân người hay thân ấy lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được thì với lời mà được khám phá vô cùng lạy Chúa xin yêu lấy linh hồn Maria cho mọi tội mà được thì thiên an nghe vậy hãy xin thì hãy sẽ được lời con xin Chúa lòng lành vô cùng hướng đến các linh hồn nơi nửa đêm thờ ơi xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu phát cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con xin Chúa ở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào xin cho các linh hồn ấy vừa sơ sắc vô cùng hằng khói cho thiên thần chúng con không cần có thánh đức mẹ chúa trời chúng chết để chết bao đời chúng con nguyện và phục vụ nam yêu thôi chúng nơi mình chung nhảy nguyên sang nga nào chưa nhân ngon nhau và hòa sơ sơ amen cha và con và thánh thần Thank you.
khi vào làm lễ quy động cho bà Maria cùng thêm mọi người hợp ý cầu nguyện trước khi để quy động. Nhân linh cha và con và thánh thần A đen cầu xin Chúa giáng hạnh thần người thương thắm phía hồn con ngàn xuân gia cùng toàn thể quý vị
đang hiện diện nơi phòng trăng. Hôm nay được tin Chúa gọi bà Maria về với Chúa và nhận lời mời của gia đình, anh em giảng chống giáo xứ Hoàng Xá đến dâng lời cầu nguyện cho linh hồn bà sớm được hưởng thánh nhan Chúa, và bày tỏ lòng chia buồn với gia đình đang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin đoàn số sáng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn bà. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria đến xuống nhị xem thấy mặt nước Chúa trời sáng lắm vui vẻ bố. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Để tỏ lòng thành kính trước linh sàng người đã khuất, xin giảng chống nghiêng mình kính cẩn một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Để tiễn cụ bà ra nơi an nghỉ cuối cùng, xin giảng chống thể hiện bài Tử Cha Nghĩa Mẹ sáng tác của Huy Hoàng. Chỉ huy giảng chống Nguyễn Hữu Thái xin phép được bắt đầu. Quan thủ lễ tang và con đường xuân tân thành.
Cảm ơn Đức Phật Bồ Tát. Amen. Qua buổi lễ tang và gia đình chúng tôi cộng với nhiều cán bộ và nhân dân và các đoàn thể hội người cao tuổi, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và các đoàn thể hội khác vào thắp hương kính viếng hưu và xin kính mời đoàn. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu các vị đại diện hội đồng hương giáo xứ lên thắp hương kính viếng và có lời thân yêu xin kính mời đoàn. Thank you.
con được biết thêm và gia đình xin thành cảm ơn rất là hồng. Cảm ơn cháu cảm ơn đây là ai? Nếu khi những sự đã có một lần ở mắt đất tiếng khóc trời đời là... có một lần nhắm mắt xuôi tay giá từ có thế dấu cái hàng đó là thân phận chất yếu của kiếp người mỏng manh sương khói nhưng trước sự ra đi không hẹn ngày trở lại sao lòng người vẫn thất vận màu nước mắt sầu vương sở dĩ cuộc giá từ nhắc nhở một dòng nước mắt là bởi bao nghĩa nặng tình sâu bao nỗi niềm luyến tiếc còn đang ấp ủ chấp đẩy người ở người đi kẻ ở hôm nay bà Maria đã ra đi khép lại đáp lại tiếng gọi trời cao lên đường cho một hành trình mới cũng để lại cho thân bằng quyến ruột biết bao giọt lệ nhớ thương nhưng giữa cái u buồn tan tóc của cảnh biệt ly này lại ánh lên một ngọn lửa hy vọng tràn trề linh hồn bà Maria sẽ được về sống bên Chúa mãi mãi. Bởi vì chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, chính lúc cánh cửa thương gian của bà Maria khép lại với những buồn vui gian nan vất vả, thì cũng là thời điểm mở ra cánh cửa thiên quốc trường sinh với muôn ngàn cứu rỗi. Chính trong tinh thần hiệp thông đức tin đó mà hôm nay cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi gia đình tháng cuối này, để cầu nguyện cho cuộc lên đường của linh hồn Maria sớm đạt tới đích với tâm tình ước nguyện đó. Để làm theo chương trình đây, sẽ đọc giới thiệu ông Trần Xuân Hướng lên đọc giới thiệu. Cầu nguyện cho cụ và gia đình sớm ổn định cuộc sống.
để được nhớ tới cụ, tôi đề nghị hồi tang đứng dậy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Biệt là ban trống, quý bà con thân tộc, thông gia, liên gia, cùng bà con lối xóm, ân nhân, thân nhân, bạn bè, thân hữu, cùng tất cả mọi người trong và ngoài giáo xứ đã đến đây động viên hỏi thăm an ủi chia buồn
phúng viếng và nhập dân thánh lễ cầu nguyện cho bác của, là người thân yêu trong gia đình chúng con về nơi an nghỉ, về nơi an nghỉ đất thánh của giáo xứ, để chờ ngày ánh vinh quang huy hoàng của Chúa Kitô phục sinh. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chúng con không tránh khỏi những thiếu sót, con xin mọi người lượng thứ và xin tất cả mọi người tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho gia đình chúng con mau vượt qua những khó khăn này. Gia đình chúng con xin bái tạ. Và sau khi đưa bác con về nơi an nghỉ được mồ yên mà đẹp, con xin mời tất cả quý khách quý vị về gia đình chúng con, về gia đình bác của chúng con ăn bữa cơm thân thiện với gia đình chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Lễ truy điệu của bà Maria tại gia đình đến đây là kết thúc của bây giờ sẽ đưa thi hài và ra thánh đường. Và ban tổ chức cũng xin mời tất cả các quý ông, tất cả mọi người giúp đỡ cầm vòng hoa thánh đường để cho mọi người.
công hai việc nhỉ. Vâng.
hết đàn ta của tôi bắt đầu vào lấy là Chiến thắng để ta cùng
trời đầy mừng, tôi gặp Thiên Chúa buồn vui của lòng con. Con gáy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, là nguồn vui của con. Chúa là nguồn vui, Chúa là nguồn vui, là nguồn vui của con. Con sẽ bước tới bàn thờ Chúa trời, bàn thờ tôi gặp Thiên Chúa nguồn vui của lòng con.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa được yên nghỉ trong mộ này cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh và trong ánh sáng chiếu của và trong ánh vinh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vựng sơ thương nó, con đời trong Chúa nhân đời. Nếu Chúa chẳng tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững cạnh con, nhưng cha khoan hồng cứ ta, khiến muôn vẫn luôn từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhân đời. Ngàn con trong cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin con. Thiên Chúa toàn năng đã muốn mọi người, đã muốn cho người chị em của chúng ta là bà Maria ra khỏi cõi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người chị em của chúng ta cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình đã phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó thác người chị em của chúng ta đây cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người chị em chúng ta được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị... Thank you.
kinh huyền vang lên, đang tiến vào cung điện đền thánh Chúa giữa tiếng hoan ca. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Qua phép thanh gậy, ta được gọi là con Thiên Chúa. Giê-xu giáng trần đã chịu chết để cứu trần gian.